Chương 16 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt. Phẩm Cư Bàn Trà Thọ Ký thứ 8. Bây giờ lại có một ức 8.000 vạn cư bàn trà thấy chư Atula, Kalaula, Long Nữ và Long Dương cúng dường Phật được thọ ký. Họ rất vừa lòng hớn hở vui mừng, sanh lòng hy hữu chưa từng có, nghĩ rằng Đức Như Lai Thế Tôn công đức trí tuệ, di diệu thù thắng, được sự cúng dường hy hữu như vậy mà chẳng mừng, chẳng kỳ lạ. Vì trí tuệ của Phật là tối tôn thắng trong các trí huệ vậy, ví như đại hải chẳng tăng chẳng giảm. Tại sao? Vì sâu rộng vậy. Đức Thế Tôn được cúng dường thù thắng mà tâm Phật chẳng tăng giảm. Tại sao? Vì đối với tất cả pháp không chỗ nghi vậy. Lúc ấy một ức 8.000 vạn cư bàn trà vì cúng dường nên hóa hiện một ức 8.000 vạn lọng thất bửu, treo những dòng thất bửu, lại quá một ức 8.000 vạn xe thất bửu, trên xe lại quá một ức 8.000 vạn lọng báo. Những xe ấy liền nhau, lọng báo đều treo những tụi báo, có màn lưới xích chân châu trùm lên trên. Lại quá những âm nhạc cư bàn trà hòa tấu cúng dường Phật, lại quá một ức 8.000 vạn ngựa nhiều màu báo rất điều phục để kéo xe ấy. Chư cư bàn trà đều ngồi xe thất bửu nhiễu bên hữu Phật ba vòng, dùng qua thất bửu rải trên Phật, rồi xuống xe đến lễ chân Phật, nhiễu Phật ba vòng, chắp tay đứng một phía, nói kệ tán thán rằng: chẳng tăng chẳng giảm Đại Mâu Ni, dường như tu di các núi chúa, thọ sự cúng dường vô thượng này, vì Như Lai được vô úy vậy, quán sát chúng sanh chỉ có danh và chỉ có dụng chẳng nắm lấy. Đạo sư do tu định tịch diệt, do đó người trí không cống cao. Thế Tôn biết đời dường ảo mộng, trong ảo trong mộng thọ dục lạc, lại giống thủy nguyệt và dương diệm, quán sát như vậy không còn thừa. Ví như càn thành không có thiệt, khắp mười phương cầu chẳng thể được. Thành ấy không thiệt chỉ có danh, Phật thấy thế pháp đều như vậy. Tất cả trời người cúng dường Phật, xe báo lọng báo và âm nhạc tràn qua tua tụi cùng chắp tay. Thế Tôn xem biết như ảnh hưởng, chúng tôi trần thiết cúng dường rồi, nguyện tôi đương lai sẽ làm Phật, cũng nguyện tôi biết đời như mộng, biết rồi thuyết pháp như Thế Tôn. Chúng tôi thấy những người khổ não, bị sanh già bệnh chết bất ngặt, nguyện biết Phật Bồ Đề vô thượng, nói cho kẻ nghe được giải thoát. Ở chỗ các chúng sanh vô trí, nguyện được Bồ Đề để thuyết pháp, diễn thuyết không có pháp cấu trược, trong chúng không đạo làm đạo sư. Đức Thế Tôn biết chư cư bàn trà sanh lòng tin sâu, liền hiện tướng mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng: Phật chẳng không cớ hiện mỉm cười, chẳng cho tất cả là hy hữu. Phật chẳng hy hữu mà mỉm cười, nay tôi nguyện nghe nhân duyên ấy, tất cả trời người đều có nghi. Thấy nơi miệng Phật hiện mỉm cười, ngưỡng mong chức trừ các lưới nghi. Diễn nói sự mỉm cười của Phật, ai nơi chánh pháp được tin sâu, ai hay nhiêu pháp thấy từ phụ, ai được Phật khen dân cúng dường. Tôi nguyện được nghe Thế Tôn nói, ngày nay đối với hành hữu vi, ai thấy lỗi nó mà dứt bỏ, ngày nay ai an trụ thiệt tế, tâm họ thanh tịnh tôi nguyện nghe. Ai hàng phục ma và quyến thuộc, ai khiến được Phật tâm vui vẻ, ai hay được đáy hữu vi sâu, tôi muốn được nghe để dứt nghi. Tất cả đại chúng đứng chắp tay, cầu nghe nhân duyên Phật mỉm cười, nguyện dứt tất cả chúng sanh nghi. Đấng Thế Tôn tuyên thọ ký họ. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng: lành thay Mã Thắng hỏi nghĩa ấy, đem lợi ích lớn cho thế gian. Vì ông hỏi nhân duyên mỉm cười, Mã Thắng lắng nghe nay Phật nói, chúng cư bàn trà cúng dường Phật, nơi pháp tịch diệt tâm an trụ. Chúng ấy thấy Phật chẳng kinh quái, sanh lòng hy hữu mà nguyện cầu.
chúng ấy hôm nay cúng dường Phật, tâm họ chọn lấy pháp tịch diệt, do lòng tin sâu khởi đại bi, nơi người lạc đường làm đạo sư. Vì thương chúng sanh nên cúng Phật, vì kẻ lạc đường khởi lòng từ, chúng hiền trí ấy làm vậy rồi, được bỏ thân quỷ sanh đau lợi. Thiên Vương thường dùng lòng từ bi, tại trời luôn luôn dạy dỗ họ. Họ ở các pháp được không nghi, được làm thân quyến Thiên Đế Thích. Họ ở vô lượng hằng sa kiếp, mỗi mỗi quốc độ làm Phật hành, mặc giáp hằng thể rất kiên cố. Cúng dường đấng Pháp Vương tự tại, họ ở vô lượng các quốc độ, lòng không mỏi nhọc được thanh tịnh, lợi ích đại chúng làm đạo sư, sẽ được làm Phật hiệu bất quái lúc họ ở các nước tu hành. Người nước ấy tất biết thành Phật do phương tiện này đời vị lai. Dầu độ chúng sanh không tâm quái, vì cầu đạo vô thượng an ổn, tịnh các quốc độ đều chẳng quái, nơi việc được làm tâm không trước. Nơi đại Bồ Đề cũng như vậy, hỏi duyên cớ cười Phật đã đáp, chúng sanh đều được dứt lòng nghi. Đại chúng hết nghi đều mừng rỡ, quyết định biết rõ họ cúng dường.